Ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tìm thấy thi thể thứ hai trong vụ hai anh em sinh đôi bị sóng biển cuốn mất tích ở quận Ngũ Hành Sơn. Thi thể em P, ờ, B được tìm thấy ở bãi biển trước một khu du lịch nằm trên đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, cách hiện trường vụ đuối nước khoảng 300 mét. Trước đó, tối ngày 12 tháng 4, thi thể em P, B, T, người anh em sinh đôi của B, được phát hiện trôi giạt vào bờ ở khu vực gần bãi tắm non nước, cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 1 km. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người dân, nhiều mô tô nước, thuyền thúng của ngư dân cùng hàng chục thiết bị flycam tham gia hỗ trợ. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc có người đuối nước. Qua xác minh, nạn nhân đuối nước là em P, G, B và P, B, T là hai anh em sinh đôi, 14 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn.